Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là một khung giờ quen thuộc, một khung giờ mà ngày hôm qua chúng tôi như có tránh được một chút. Còn bây giờ thì chúng tôi lại phải trở lại một cái khoảng thời gian mà gọi là tra tấn dạ dày của mình. À, khi đến cái chuyên mục đảm đang khéo léo nói về cách chế biến các món ăn. Ngày hôm nay thì món ăn của chúng ta sẽ là món cua biển. À, đây có lẽ sẽ là một món ăn yêu thích dành cho những ai mà ưa thích ăn những cái món liên quan tới hải sản đúng không ạ? Dạ, vâng. chính xác là như vậy và khi mà nhắc tới cua biển thì chúng ta sẽ hình dung ra đây là một cái loại hải sản rất là quen thuộc, nhất là với những ai mà sinh sống ở khu vực ven biển. Ngoài cái tên quen thuộc là cua biển thì nhiều người còn gọi là cua bể này, cua sú, cua xanh hay là cua bùn. Các loài cua này thường sinh sống ở môi trường biển hoặc là vùng vịnh ven biển. Ngoài cua biển sống ở môi trường tự nhiên thì hiện nay người dân vùng biển nước ta cũng đang hình thành rất nhiều mô hình nuôi cua biển và mang lại giá trị kinh tế cao nếu bạn không phải là người dân sinh sống ở vùng biển và am hiểu về hải sản thì chắc chắn là bạn sẽ khó lòng biết được là cua biển có mấy loại thực tế thì chúng ta có thể tạm chia cua biển thành hai loại đó là cua gạch và cua thịt cua gạch thì là cua cái đã trưởng thành và gạch của chúng có màu son đỏ chứa đầy ở hai bên mai của cua và khi mai cua đầy gạch thì cũng chính là lúc mà chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản và đây là thời điểm mà cua rất là ngon còn với cua thịt thì thịt thì rất chắc nhiều thịt ở trong thân và càng cũng như là các chân bạn có thể nhận biết cua thịt thông qua việc quan sát cái yếm của chúng và thường cua thịt có hình tam giác vị rất là ngọt dai và các loại cua có chất lượng tốt và cách phân biệt trên thì chúng ta có thể thấy rằng có thể chia cua biển thành các loại khác nhau dựa theo những nguồn gốc của chúng